thập niên qua, Serie A bị Juventus lũng đoạn. Bianconeri luôn là kẻ độc hành trên con đường đến với ngôi vương và đấu trường số 1 nước Ý bởi dưới một điều gắn cho biệt danh giải đấu một đội. Mùa giải năm ngoái, sự thống trị của lão phu nhân suýt chút nữa đã bị phá vỡ. Nhưng rồi, các Interista vẫn phải ngậm ngùi tiếc nuối khi mà đội bóng sọc xanh đen vẫn ít hơn đội bóng sọc trắng đen một điểm sau khi vòng đấu cuối cùng khép lại. Thế nhưng, bước sang chiến dịch năm nay, e rằng việc ngai vàng đội chủ là điều tất yếu. Tuy nhiên, nó chẳng phải đổi ngôi cho Inter mà là đội bóng cùng thành phố AC Milan. Từ đầu mùa đến giờ, báo chí đất nước hình chiếc ủng đã phải nhắc đi nhắc lại cái tên Ibrahimovic quá nhiều lần. Ở tuổi 39, Ibra đối với người yêu mến Rossoneri đi từ sự phấn khích này đến niềm vui khác. 12 bàn thắng, một kiến tạo, vô số đóng góp vào lối chơi chung, điểm tựa cho các đồng đội về mặt tinh thần, thủ lĩnh phòng thay đồ. Gã du mục đến từ Thụy Điển đã mang lại quá nhiều điều cho đội chủ sân San Siro trong lần thứ hai trở về nơi này. Có Zlatan Ibrahimovic trong đội hình, AC Milan dễ dàng đá văng mọi hòn đá cản đường. Trong trận đấu mới đây gặp Cagliari, chính Ibra là chủ nhân của cả hai bàn thắng mà Rossoneri có được. Có đó mang về 3 điểm trọn vẹn khỏi sân vận động Sardegna Arena để tiếp tục củng cố ngôi đầu của mình. Ibrahimovic đang mang lại rất nhiều sự phấn khích cho các Milanista và những chiến thắng đông đầy cảm xúc ấy. Chúng ta có cảm tưởng rằng cỗ máy đỏ đen cứ thế sẽ vận hành một cách trơn tru đến tận cuối mùa giải với chiếc động cơ vĩnh cửu mang thương hiệu Thụy Điển Ibrahimovic. Thế nhưng, đứng từ góc độ của những người đang lèo lái đội bóng, huấn luyện viên Stefano Pioli, chủ tịch Paolo Scaroni, giám đốc thể thao Paolo Maldini và cả các thành viên trong ban lãnh đạo, họ hiểu nếu muốn tranh đoạt ngôi vương cùng với đội bóng cùng thành phố Inter, họ cần phải tăng cường hỏa lực. Đúng là họ đang dẫn đầu, nhưng khoảng cách với đại diện cùng thành phố chỉ là 3 điểm. Juventus thì đang đứng sau kém họ 10 điểm, nhưng đã ít hơn một trận và chỉ cần một cuộc khủng hoảng mini kéo dài vài trận thôi, mọi thứ hoàn toàn có thể ngoài tầm kiểm soát. Và vì thế, Mario Mandzukic đã được đưa về, dù là chỉ với một giao kèo có thời hạn 6 tháng ngắn ngủi. Theo lẽ thường, việc đưa một cầu thủ đã 34 tuổi lại vừa trở về từ Qatar, đó là sẽ không phải là một bước đi khiến như một điều quá chú ý. Thế nhưng, AC Milan là ngoại lệ. Rõ ràng là đội ngũ huấn luyện của Rossoneri, họ phải cảm thấy được điều gì đó ở Mandzukic thì mới quyết định thuyết phục ban lãnh đạo đội bóng mang anh về. Đừng quên, Ibrahimovic ở tuổi 39 vẫn đang làm việc tại Serie A rất hăng say và khiến cả giải đấu rung chuyển. Vậy thì chẳng có lý do gì mà Mandzukic không thể. Tất nhiên, nếu xét về tên tuổi cũng như đẳng cấp, Mandzukic vẫn đứng sau chiến thần Bắc Âu một bậc. Dù vậy, Mandzukic cũng là một chiến binh lão làng với kinh nghiệm chinh chiến dày dặn, từng dạo qua hàng loạt câu lạc bộ lớn tại trời Âu và cũng trải qua rất nhiều trận đánh trọng đại trong sự nghiệp của mình. Vì thế, Mario Mandzukic hoàn toàn đủ sức trở thành một người chia lửa để san sẻ gánh nặng với Ibra. Với sự hiện diện của Super Mario trong đội hình, huấn luyện viên Stefano Pioli sẽ có thêm những sự lựa chọn nhân sự để đa dạng hóa các phương án tấn công. Thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Pioli thường cho các học trò ra sân với sơ đồ 4-2-3-1. Như với Mandzukic, ông hoàn toàn có thể chuyển sang sơ đồ hai tiền đạo, và đương nhiên hai lão tướng Ibra Mario sẽ là người chơi cao nhất trên hàng công. Điểm mạnh nhất của Mandzukic dĩ nhiên là khả năng không chiến, và Ibrahimovic cũng vậy. Với hai ngọn hải đăng, AC Milan có thể tăng cường sử dụng những phương án tấn công biên nhiều hơn trong một số trường hợp cụ thể, nhất là khi trong đội hình của họ chẳng phải là không có những chân tạng tốt, mà Hakan Çalhanoğlu là một ví dụ điển hình. Một cách dùng khác mà Stefano Pioli có thể dành cho các học trò mới, đó là để anh cùng với Ibrahimovic và Rafael Leao hình thành một cặp tam tấu. Trong đó, Rafael Leao đóng vai trò như một kẻ quấy rối hàng phòng ngự, Mario Mandzukic chơi như một tiền đạo nằm tường, và Ibrahimovic sẽ vào vai sát thủ. Và đương nhiên rồi, sự hiện diện của Mario Mandzukic sẽ làm tăng cơ hội có thêm bàn thắng của AC Milan trong những tình huống cố định. Chỉ cần tiền đạo người Croatia có mặt trong vòng cấm đối phương, những pha xuất phạt ở cự ly xa hay những cú phạt góc, chúng đều sẽ là những cơ hội vàng cho Rossoneri. Đặc biệt là trong những trận cầu mà hàng phòng ngự đối phương chơi chặt chẽ, kỷ luật, khiến cho họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành. Đó là những giá trị mà Mario Mandzukic sẽ mang đến cho mặt trận tấn công. Còn ở khâu phòng ngự, Mandzukic hứa hẹn cũng sẽ đóng góp được nhiều điều. Stefano Pioli chủ trương sẽ dựng một hệ thống mà ở đó AC Milan phải là đội chơi kiểm soát bóng ngay từ phần sân đối phương, sẵn sàng cướp bóng trong chân đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhất có thể. Trung bình, đội bóng sọc đỏ đen thực hiện tới 15,3 cú sút mỗi trận, và đương nhiên lối chơi này chẳng những mang tính giải trí cao mà nó còn hiệu quả. Dẫu vậy, điểm cố hữu của lối chơi này đó là việc các trung vệ phải dâng cao để đảm bảo cự ly đội hình, và khi ấy khoảng trống phía sau họ rất dễ bị khai thác. Để giải quyết vấn đề này, đương nhiên việc sử dụng những cầu thủ phòng ngự giàu tốc độ
là một trong những phương án. Nhưng còn một phương án khác cần phải được sử dụng, đó là để cho các tiền đạo cũng phải tham gia vào công tác phòng ngự. Ibrahimovic rất hay, thế nhưng không thể nào bắt một ông lão 39 tuổi vừa ghi bàn vừa pressing cầu thủ đối phương được. Người ta cầm trồ khen ngợi huyền thoại người Thụy Điển, đó là bởi ở tuổi của anh mà nhiều đồng nghiệp đã nhai nghệ. Ibrahimovic vốn là đầu tàu của một đội bóng có một giải đấu hàng đầu, nhưng sự thật thì Ibra đã quá già rồi, vì thế anh không phải là chiếc chìa khóa vạn năng. Pioli không thể bắt Ibra phải thay đổi thêm nữa, ông phải nương theo tiền đạo người Thụy Điển để giúp anh phát huy những gì tốt nhất, qua đó giúp cho AC Milan được hướng lợi nhiều nhất. Thế nhưng những gì hàng công AC Milan cần, chúng không chỉ gói gọn trong khả năng ghi bàn, mà những gì mà Ibrahimovic ở tuổi 39 chẳng thể làm được nữa, Mandzukic sẽ làm thay. Một lợi ích khác từ việc chiêu mộ Mario Mandzukic, đó là những giá trị phi chuyên môn mà anh đem lại. Một tiền đạo lão luyện như Mandzukic, đó sẽ là một tấm gương, là hình mẫu để các cầu thủ trẻ soi vào. Tinh thần chiến binh của Mandzukic, sự quật cường vốn đã trở thành thương hiệu của anh, nó sẽ là ngọn lửa thúc đẩy AC Milan tiến về phía trước mỗi khi khó khăn ập đến. Giá trị của điều này đôi khi là không thể đồng đếm được. Việc một nhân tố khiến phần còn lại của đội bóng chơi với 200% khả năng, nó là điều đã, đang và sẽ tiếp tục xuất hiện trong làng tốt cầu. Không nhiều nhưng chắc chắn là có. Đó là trường hợp của Bruno Fernandes với Manchester United, Sergio Ramos với Real Madrid, Cristiano Ronaldo với Juventus, và có thể lắm chứ sẽ là Ibrahimovic, Mandzukic với AC Milan. Khi đó, Ibra sẽ là ông chủ phòng thay đồ trong vai nhân vật đại ca, còn Mario Mandzukic sẽ là một phó thủ lĩnh, là nhị ca của đội. Đây là một câu chuyện đáng để chúng ta vui mừng. Cả hai chúng tôi sẽ phải khiến cho đối thủ khiếp sợ. Với Mario Mandzukic trong đội hình, hàng công sẽ có thêm một phương án để chia lửa. Huấn luyện viên cũng có thêm cho mình những sự lựa chọn trong việc xoay tua. Và dĩ nhiên rồi, tôi rất tin tưởng vào tài nhìn người của Maldini. Ibrahimovic đã dõng dạc tuyên bố như vậy khi nói về người đồng đội mới. Và quả thực, những gì mà Super Mario đã từng làm được trong quá khứ với tấm gương nhãn tiền về việc vượt lên tuổi tác là Ibrahimovic, với sự tự tin đang dâng trào tại San Siro, và với việc Mandzukic cũng chẳng xa lạ gì với môi trường bóng đá Ý, các Milanista hoàn toàn có cơ sở để tự tin giống như chiến thần Bắc Âu vậy. Dĩ nhiên ở tuổi 34, Mario Mandzukic cũng giống như Ibrahimovic, họ sẽ chẳng phải là những phương án dài hạn cho AC Milan. Thế nhưng với Rossoneri, điều quan trọng nhất bây giờ là cứ làm sao để vô địch Serie A mùa giải năm nay đi cái đã. Chưa rõ Paolo Scaroni có những kế hoạch dài hạn nào cho tương lai, nhưng với các Milanista, điều họ rất muốn thấy đó là bầu trời nước Ý năm nay phải được nhuộm bằng hai sắc đỏ đen. Và với mục tiêu này, Mario Mandzukic hoàn toàn là một nước cờ đúng đắn, giúp họ tiến gần thêm một bước nữa tới chiếc vô địch Scudetto.